Hải quân Ukraine cảnh báo đánh sập cầu Crimea trong năm nay. Chỉ huy Hải quân Ukraine cảnh báo rằng cây cầu nối liền bán đảo Crimea và vùng lãnh thổ Krasnodar của Nga sẽ bị đánh sập trong năm 2024. Theo Reuters, trong một cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 2, Phó Đô đốc Alexei Nepapa, chỉ huy lực lượng Hải quân Ukraine cảnh báo rằng quân đội nước này có thể đánh sập cầu Crimea trong năm 2024. Những ngày mà cây cầu còn đứng vững sắp kết thúc, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không phải đợi lâu, chắc chắn là trong năm nay, ông Nepapa nói. Chỉ huy Hải quân Ukraine nhấn mạnh rằng ông hiểu rõ điểm yếu của cầu Crimea và đã có phương án để đánh sập cơ sở hạ tầng quan trọng này. Cầu Crimea được Moscow thông từ năm 2018 và là con đường duy nhất nối liền bán đảo này với vùng lãnh thổ đất liền của Nga. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, cây cầu này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của UAV và tên lửa bên phía Ukraine. Vào tháng 10 năm 2022, một chiếc xe tải chứa đầy chất nổ đã phát nổ ngay giữa cây cầu, khiến 3 người thiệt mạng và gây hư hại nặng. Dù không chính thức thừa nhận, nhưng quân đội Ukraine đã đưa ra những động thái ẩn ý rằng họ đứng sau vụ việc. Tới tháng 7 năm 2023, cầu Crimea tiếp tục bị tập kích bởi một xuồng cảm tử không người lái. Vụ việc khiến 2 dân thường thiệt mạng, Tổng thống Vladimir Putin mô tả vụ tấn công là hành vi tàn bạo vô nghĩa, bởi cầu Crimea từ lâu đã không còn được dùng để vận chuyển khí tài quân sự.